Xin chào tất cả các bác nhé. Kiên xe đạp bên em hôm nay có một đơn đi Biên Hòa. Đơn này là đơn Touring 7.3 triệu. Thì hiện tại em đang ở Bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác đây. Vâng. Em gửi thùng hàng nhé.